Ủa, Út Kim, sao giờ này con chưa chuẩn bị về Bến Tre? Con không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Ngày nay là ngày giỗ của ba con đó. Cậu ơi, năm nào thì cũng sẽ có ngày giỗ mà. Năm nay về không được thì năm sau về cũng được mà cậu. Vì năm nay con bận công việc của công ty nhiều quá, còn nhiều đơn hàng con chưa có hoàn tất xong. Con mệt quá à, nên thôi khỏi về đi cậu. Cái gì? Con nói vậy mà con nghe được hả Út? Mày đồ bất hiếu mà. Cậu, sao cậu nói con như vậy? Ngày xưa khi còn sống, ba của mày, ổng thương mày biết dừng nào. Có những lúc mày ốm đau, ổng thức suốt đêm để canh cho mày. Rồi có những lần mày ngỗ nghịch, mày hờn giỏi, mà ba mày có hề đánh mày một roi nào đâu. Cho đến trước ngày ổng nhắm mắt, miệng lúc nào cũng gọi tên của mày, tay thì ôm bức hình mày trên ngực, ôm cho đến lúc ổng thúc hơi thở cuối cùng. Cũng vì thương hoàn cảnh gia đình mày, tao mới đưa mày lên Sài Gòn, cho mày ăn học và tạo dựng sự nghiệp cho mày, để mày có được ngày hôm nay. Điều đó cũng là sự đau đớn của mẹ mày buộc lòng phải rời xa mày đó Kim ơi. Kim, có thể ngày giỗ năm nay của ba con không về, thì năm sau con về. Còn mẹ con, năm nay con không về, năm sau mày về, mày còn thấy mặt bà nữa không hả Kim? Cậu, con đọc mấy lá thư này đi. Thư mẹ mày gửi lên, biết bao nhiêu lần rồi mà mày có đọc đâu. Mẹ mày nay ốm mai đau với căn bệnh tim của bà, không biết sống chết lúc nào, nhưng mà luôn mong đợi mày về từng ngày từng giờ. Còn tất cả số tiền của mày gửi về cho mẹ mày hàng tháng, mẹ mày vẫn giữ nguyên, không có xài một đồng nào, không có mất một cắc nào của mày hết á. Bà ấy gửi ngược lên đây cho cậu nè, tao giữ ở đây nè. Mẹ mày còn nói với tao, cứ giữ tiền đó đi, lúc nào con Kim nó túng thiếu hay nó đau ốm, cậu đưa cho nó để nó có, nó xài. Kim à, tiền bạc danh vọng không thể đánh đổi được tình thương của cha mẹ dành cho mình đâu con. Cha mẹ sinh con ra và nuôi con khôn lớn là chỉ mong cho con mình được khỏe mạnh, bình an. Cha mẹ không có cần bạc vàng quý giá, hay là quần áo lụa là, hay là nhà cao cửa rộng gì đâu con ạ. Ngày xưa cậu cũng vì hai chữ kim tiền mà phải rời xa quê, để rồi một ngày nọ cậu trở về nhà thì đau đớn nhìn thấy hai năm mộ của ông bà ngoại con
đã xanh cỏ. Rồi cậu đã nghẹn ngào tức tưởi trong ân hận, mà mãi đến giờ này, cho dầu cậu mong được có một lần để nhìn được mặt cha mẹ mình, chỉ một lần thôi con, một lần thôi, cũng không khó được đâu Kim ơi. Trời ơi cha ơi, con bất hiếu với cha. Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ. Mẹ, mẹ ơi. Sao hôm nay ngày giỗ của ba nó mà nó không về? Không biết có chuyện gì không? Có ốm đau bệnh hoạn gì không mà sao nó không về không biết nữa. Tôi viết thơ cho nó rồi, mà sao cũng không thấy nó trả lời. Không biết nó có đọc được hay không nữa. Để mà nhớ cái ngày đám giỗ của ba nó mà nó về nữa. Ông ơi, thôi chắc con của mình nó bận nó không về được rồi. Thôi thì ông cũng đừng có trách con nghe ông. Nó cũng trăm công ngàn việc ông ơi. Thôi giờ tôi cúng cho ông. Ông ăn nghe ông. Đây nè, mấy cái món mà hồi xưa anh sống đó, ông thích lắm. Canh chua nè, mắm kho nè. Hai cái món mà khi còn sống á, ông và con út của nhà mình á, hay đòi tôi nấu. Nay tôi cúng cho ông đó. Ăn đi ông. Ăn đi. Rồi ông đừng có giận con nghe ông. Tội nghiệp. Thay vậy chứ cuộc sống bây giờ khó khăn lắm. Nó cũng cực khổ lắm ông ơi. Đừng có hờn trách con gì hết nghe ông. Nếu nó không về thì chắc nó bận công chuyện nhiều. Chứ không lẽ ngày giỗ của ba nó mà nó không nhớ hình sao? Chà, chẳng lẽ nó cũng đã quên tôi rồi hay là sao? Không có đâu ông. Tôi tin con tôi nó không phải là như vậy đâu. Mẹ, mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con nghe mẹ. Mẹ đừng có buồn con nghe mẹ. Vì mãi mê kiếm tiền mà con đã để mẹ buồn. Mẹ trông chờ con. Mẹ, mẹ, mẹ không có buồn gì con hết á. Mẹ vui lắm. Con về là mẹ vui dữ lắm rồi. Con gái của mẹ, mẹ hiểu được lòng của con mà. Mẹ là mẹ của con mà. Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình rạng rỡ. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ mãi như đông lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như dân trăng tròn. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mang mát em như sao diệu giật giờ.
nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Công mẹ sanh con sanh bằng năm biển lớn, chỉ có càng không kia không bờ không bên mới sánh được cái lòng mẹ thương con vốn không tầng không công. Mẹ thương con từ thuở chưa lớn lòng, từ lúc mới tưởng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái đầu lần đầu tiên. Từ đó những sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, nhưng mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con khỏe nên con đạp con chồi, có lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình tỉnh giấc. Lỗng trìm miếng lạ lùng không tả, vui vì con mình sẵn sơ ra đâu, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ, con nghĩa là âm lạnh sẽ riêng con. Chạy vào tim con mái tóc gốc đa đắm sương, cuộc đời của mẹ. Từ chiếc giọng thơ ngây lời ru em mà đã theo chân con trẻ trên vạn nẻo sông hồ.
giấc ngủ trong chờ. Nhưng đến ngày con khôn lớn, mẹ chỉ rủ con bằng ánh mắt hồng sen. Con có lỗi lầm chăng, mắt kia chỉ dìu dịu trách phiền. Con đã tưởng mắt chỉ biểu lộ một niềm vui mang mang. Ôi mẹ già tuổi hạ, mãi ru con đến bạn tóc ưu phiền. Chạy mẹ thức đủ vừa nắng. Mẹ ơi, mẹ đã thức với con cho đến ngày tuổi xế. Bao nhiêu lần mắt kia mở lệ, chỉ vì thương cho con trẻ còn lần đằng nơi gấp miếng giang trần. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi, sen vẫn nở anh hồng phương phương, vẫn thỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Con gái của mẹ.